Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Gian XTC7, một dòng xe đạp địa hình đến từ thương hiệu cực kỳ nổi tiếng trên toàn thế giới, thương hiệu Gian. Và xe thì được trang bị một cái bộ cấu hình nó rất là khủng trong cái tầm giá gọi là em đang bán chỉ có là 10.800.000. Thì đây là một chiếc xe mà nó đủ những cái đáp ứng đủ những cái nhu cầu cho các bác chơi xe, chơi đồ chơi trên xe rất là nhiều. Trang bị sóc hơi này, đồ SLX cộng DUG, tay bấm DUG thì đề sau SLX, bi vòng cuối lỗ, bánh 26 inch, đó, cấu hình rất là tốt. Xe thì tổng thể ngoại hình còn cực kỳ là mới, như các bác nhìn trên hình này, hầu như là khung xe các thứ là xuất hiện rất ít vết xước, hầu như là không vết xước nhỏ đáng kể trên xe luôn. Sơn xi vẫn còn bóng mới. Xe size S. Sử dụng công nghệ nhôm Alux SL là dòng công nghệ nhôm cao cấp và được sử dụng trên những chiếc xe Gian, công nghệ đặc quyền của Gian. Cái công nghệ mà cho chiếc xe nhẹ hơn và độ bền nó cao hơn. Xe tổng thể rất là mới. Những cái vân lốp chỗ cũ đi rất là giữ gìn, đi rất ít, vân lốp cực kỳ là mới, chi tiết vành các thứ, mấy bi vòng cuối lỗ, còn được trang bị cụm đề Shimano SLX gần như là cao cấp nhất trong dòng Shimano địa hình, đứng gần như là trùm cuối. Và trang bị thêm ở đây là bộ gạt đĩa DOG. Cái DOG nó cũng rất là cao cấp của Shimano. Trên này đôi tay bấm của DOG, của Shimano DOG và phanh dầu. Bộ phanh dầu cực kỳ là ngon này. Các bác tìm trên thị trường cái bộ này rất là hiếm. Bộ DOG rất là ngon. Tay bấm xả. Và có thêm cái khóa hành trình giảm sóc ở trên tay lái này nữa. Giảm sóc hơi của SG Santur, Avicon. Bánh 26 inch. Bộ máy ưa đổ này rất là đẹp. Bộ máy ưa rất đẹp, đi vùng cuối lộ. Bê đan chủ cũ để lại cái bộ cho xe cái bê đan bi vòng của Xpedo. Rồi. Bộ đạp cực kỳ sướng chân và cực kỳ cẩn thận, còn có cả chống cong đề để bảo vệ đề này. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, từ khóa yên tới tâm củ phốt là 56 cm. Xe sẽ vừa các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến 72-73, đi phù hợp. Nghị 10 lít và 2 tầng đĩa. Con xe 20 tốc độ khác nhau. Đùi đạp trục rỗng. Rất mượt mà luôn.
Và cái giá bên em đang bán chiếc xe chỉ có là 10.800.000, một cái mức giá nó rất là rẻ cho một chiếc xe đạp thương hiệu Giang, thương hiệu quốc dân. Và dòng xe đạp trang bị bộ cấu hình nó gọi là mắc cấu hình trong cái tầm giá này rồi. Thì 10.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền. Và các bác mua xe tại cửa hàng sẽ được bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn mình lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.